Hello, xin chào tất cả mọi người, và đây là quần cán chống trơn nha mọi người. Bên Hùng thì vừa về 1.500 chiếc đây. Mấy thùng đây, đấy thùng quần cán đây. Đó, nhưng mà Hùng bày ra đây cho anh em nhìn cho rõ. Đây, quần cán với Hùng có hai màu xanh vàng như quần cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay, giúp cho anh em giải quyết được vấn đề mồ hôi tay và trơn tuột vợt của mình. Còn phía bên này là giáo trình cầu lông, ở đây có hình như là tầm chục cuốn. Hôm nay thì Hùng ship cho khách mười mấy cuốn. Đấy, thì ở đây vẫn còn một rất là nhiều giáo trình, một tải giáo trình và một thùng giáo trình ở kia nữa. Đấy, một thùng giáo trình ở kia. Đó, mình nhập 200 cuốn giáo trình rồi, hôm trước nhập 100, mới nhập thêm 100 cuốn nữa. Và ở đây là tất dô nách xịn. Tất dô nách xịn đi rất là êm, tất rất là dày, đi rất là êm, rất thấm mồ hôi và không bị ráo. Và đi cảm giác là nó rất là mềm mại và dễ chịu. Và cái bên trong của nó còn có một lớp bông, nó sẽ giúp cho chúng ta thấm mồ hôi rất là tốt, và cũng như là khiến cho chúng ta đi cảm giác rất là êm, nó gần giống như kiểu một lớp đệm nữa các bạn. Đấy, màu hồng thì là của nữ, còn màu trắng thì là của nam nha mọi người. Đấy, quần cán chống trơn này thì nó không có thương hiệu gì cả, cái này là Hùng đặt sản xuất bên Trung Quốc, đặt nhập bên Trung Quốc về. Thì nó thực sự là nó tạo cho Hùng những cái điều thực sự rất là bất ngờ. Ngày xưa thì Hùng cũng chỉ nhập nó về dùng một mình thôi, nhưng ai ngờ nó lại hợp với nhiều người như vậy. Thì Hùng mới nhận ra hóa ra là những cái người giống như Hùng, những người mà hay bị ra mồ hôi hay bị trơn tuột vợt thì dùng cái này cực kỳ là hợp. Và sau đây thì Hùng sẽ làm video giới thiệu mọi người về kỹ càng hơn về các sản phẩm này nha. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Support Hùng đây. Và trước khi bắt đầu về video này thì Hùng muốn hỏi mọi người một câu hỏi, mọi người có đồng ý không ạ? Ok, câu hỏi như sau. Theo mọi người thì chiếc quần cán vượt cầu lông nó có thực sự quan trọng không? Và nó chiếm đến bao nhiêu phần trăm cái kết quả của trận đấu của bạn? Không biết câu trả lời của bạn thế nào? Có lẽ là bạn đã có câu trả lời của mình rồi đúng không ạ? Nhưng đối với Hùng thì quần cán chống trơn, quần cán vượt cầu lông thì nó thực sự rất là quan trọng, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của một trận đấu khi mà Hùng tham gia. Và Hùng cũng khẳng định rằng đó cũng sẽ là đáp án chung của tất cả anh em nào mà hay bị mồ hôi tay và hay bị trơn tuột vợt. Và ngày xưa thì Hùng, không phải ngày xưa mà bây giờ, ngày xưa và bây giờ, từ ngày xưa đến nay thì Hùng là một người ra rất là nhiều mồ hôi tay. Và đánh cầu thì thường rất hay bị trơn trượt vợt. Nếu đánh vui vui với mấy đứa gà thì không nói gì, nhưng mà đã gặp những cái đối thủ mà có thể nói là ngang tầm mình hoặc là hơn tầm mình ấy, thì nếu mà các bạn không có một chiếc quấn cán chống trơn có thể giúp các bạn chống trơn chống bay vợt cũng như là chống trơn tuột vợt ấy, thì các bạn sẽ không bao giờ đủ tự tin, cũng như là không bao giờ có thể tung ra hết sức của mình, không bao giờ dám đánh những đường cầu hết sức. Bởi vì nỗi ám ảnh trong đầu của bạn đó là vợt sẽ bay, và vợt sẽ bay thì làm sao, vợt bay thì hỏng vợt, vợt bay thì thua thôi chứ còn làm sao nữa, đúng không ạ? Đấy, thì đó là cái vấn đề, đó là cái nỗi đau mà Hùng đã từng gặp phải. Và chính bởi vậy mà Hùng khi mà Hùng bị trơn tuột vợt như thế thì Hùng đã tìm đến một loại quấn cán, đó là quấn cán Yonex xịn. Và nó chính xác là nó đã giải quyết được vấn đề đó của Hùng. Tuy nhiên về sản phẩm quấn Yonex xịn thì nó rất là đắt, thực sự nó rất là đắt các bạn. Hùng nhớ ngày xưa Hùng mua ở Michelin Sport thì sẽ là 100.000 được một típ có 3 chiếc, thì có nghĩa là 33.000 một chiếc. Còn thậm chí là Hùng mua ở một số shop khác ở gần chỗ Hùng hơn thì nó lên đến 120.000, có nghĩa là 40.000 một chiếc, và Hùng dùng chỉ 4-5 hôm là nó cũng hỏng rồi. Tuy là nó chống trơn rất là tốt, nhưng mà dùng cũng chỉ được một thời gian rất là ngắn, cũng chỉ 4-5 ngày là nó hỏng thôi. Và Hùng cảm thấy nó rất là tốn kém. Thời gian đó thì Hùng cũng biết cách, đó là nhập hàng từ bên Trung Quốc về, thì Hùng đã quyết ra đưa ra một quyết định, đó là Hùng nhập khoảng mười mấy loại quần cán của các hãng khác nhau, mỗi hãng Hùng chỉ nhập một hộp thôi. Mỗi thương hiệu Hùng chỉ nhập một hộp thôi, gọi là của các xưởng sản xuất quần cán khác nhau. Thì mỗi thương hiệu Hùng chỉ nhập một hộp, Hùng nhập về Hùng dùng thử. Thì trong số hơn chục loại đó thì cuối cùng đã tìm ra được một loại rất là phù hợp với bản thân Hùng. Và lúc đó thì Hùng cũng nghĩ là nó cũng chỉ phù hợp với bản thân Hùng thôi, bởi vì nó giúp cho Hùng gọi như là cầm cái quần cán đấy nó rất là bám ra mồ hôi, thì nó thấm mồ hôi rất là tốt, và nó còn không bị trơn trượt vợt như trước kia nữa. Dùng thì nếu mà so với quần cán Yonex thì theo Hùng đánh giá là bản thân Hùng, quan điểm Hùng thì Hùng đánh giá là nó được 8/10 điểm so với quần cán Yonex xịn, mà nó lại tiết kiệm chi phí đến 1/3, 1/4 lần, chính xác là gần 1/4 lần. Có nghĩa là tiết kiệm chi phí gần 4 lần so với quần cán Yonex xịn. Trung bình mỗi chiếc nó chỉ 10.000 thôi mọi người ạ. Đấy, và thời gian sử dụng thì nó cũng như quần Yonex, khoảng 4-5 hôm thì Hùng thay một lần. Thế là Hùng đánh, Hùng thấy rất là hợp tay, thì Hùng thấy rất là thích. Trong cái quá trình mà Hùng bán giày cầu lông ấy thì Hùng tặng, gọi như có nghĩa là Hùng lấy quần đấy về, và Hùng dùng không hết thì Hùng tặng cho những cái khách hàng của Hùng ấy. Tại vì Hùng không có cái gì để tặng mà, nên Hùng đã quyết định là tặng móc khóa và tặng cái quần cán vượt đấy cho khách hàng của Hùng. Thì thực sự là có một điều bất ngờ nó xảy ra, đó là tự nhiên có một số khách hàng tin hỏi Hùng, quần cán của em tặng anh là quần cán loại gì đấy, sao dùng thích vậy, anh ra rất nhiều mồ hôi tay nhưng dùng cái này đỡ hẳn. Và không chỉ một người nói như thế, dần dần 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, và thậm chí là cái anh chủ shop ở Hòa Bình ấy, anh có nhập hàng của bên Hùng, thì anh ấy có kể lại khi mà Hùng tặng cho anh ấy cái quần cán khi mà anh ấy nhập hàng ấy,
thì anh ấy thấy nó chả có thương hiệu gì thì anh cũng không giữ lại, thì anh cũng tặng cho mấy ông trên sân. Thì mấy ông trên sân ông rất là thích, và ông ấy có dặn anh là khi nào mà có cái loại đấy thì phải nhớ để lại cho anh vài cái. Và cuối cùng thì anh chủ shop đấy thì anh có nhắn đến Hùng, thì Hùng thực sự phát hiện ra một điều khá là bất ngờ, đó là cái loại cuốn cán đấy nó không chỉ hợp với Hùng mà nó hợp với tất cả mọi người. Chính bởi vậy mà dần dần Hùng nhập về khoảng chục hộp Hùng bán, thì rất là nhanh Hùng bán hết, rồi dần dần Hùng nhập 20 hộp, xong Hùng nhập 30 hộp, xong Hùng nhập lên đến hàng trăm hộp để Hùng bán. Thì Hùng nhận ra rằng nhu cầu thị trường rất là nhiều và rất nhiều người quan tâm đến cái sản phẩm cuốn cán chống trơn này của bên Hùng đấy. Thì bây giờ thì trên thị trường rất nhiều người họ đang sử dụng và ưa chuộng cái sản phẩm của bên Hùng. Phải nói nó là một cái sự gì đó bùng nổ trong cái thị trường quần cán chống trơn. Chất liệu của loại quần cán đó thì khác hẳn so với các loại khác đó, và nó lại còn giải quyết được vấn đề mồ hôi tay trơn tuyệt vời, nên là được rất nhiều anh em tin tưởng ủng hộ. Và cái loại quần cán chống trơn mà Hùng đang nói đến chính là nó. Loại quần cán chống trơn không chỉ đặc biệt về cái tính năng và tác dụng, mà nó còn đặc biệt đó là nó chỉ có hai màu xanh và vàng, mọi người nhá. Quần cán chống trơn cái này nó không có thương hiệu gì đâu mọi người nhá, không có một thương hiệu gì hết, mọi người có thể nhìn thấy cái này nó đen xì. Ok, nếu mọi người muốn gọi nó thương hiệu gì thì mọi người đặt luôn thương hiệu cho nó là Sport Hùng Badminton nhá, thương hiệu SHB Sport Hùng Badminton, và nó có hai màu xanh vàng đấy. Thì loại quần cán này nó đặc biệt ở chỗ nào? Một là nó thấm mồ hôi rất là tốt, thấm mồ hôi tốt. Cái thứ hai là nó tạo ra ma sát rất là tốt so với tay, nên là mọi người đánh cầu khi mà đánh cầu thì Hùng có thể tự tin tung ra 100% lực của mình để Hùng đập cầu, hoặc là Hùng ve cầu, hoặc là Hùng tạt cầu, có thể ra 100% lực, thậm chí nhiều quả cực kỳ tự tin. Khi mà mình sung lên thì nó có thể nói là 200% công lực luôn mọi người ạ. Đó, thì đây quần cán chống trơn đây, có hai màu xanh và màu vàng mọi người. Thì theo quan sát của Hùng, hay là những khách hàng đã từng mua hàng của Hùng, thậm chí những khách hàng mua hàng lần đầu ấy, thì họ nói rằng quần cán chống trơn của em bên em bị mốc à. Thì Hùng cảm thấy rất là bất ngờ, và tại sao mọi người bảo thế nhỉ? À, thì mình nhận ra là trên cái quần cán chống trơn này của Hùng này, nhìn mọi người có nhìn thấy một chút những cái bột trắng ạ. Đấy, đây là điều đặc biệt loại quần cán này, đó là nó dường như trong quá trình sản xuất thì nhà sản xuất họ có pha bột chống trơn vào, nên nó tăng cường thêm cái độ chống trơn của sản phẩm. Mà cái quần cán chống trơn này bên Hùng nhá, thì dùng nó khá là êm, dùng nó rất là bám và dùng nó khá bền. Đấy, khá bền. Với anh em nào mà bị trơn tuột vợt và mồ hôi tay thì Hùng khẳng định rằng nó rất hợp, bởi vì gần như 99% khách hàng mua hàng bên Hùng thì đều cho phản hồi tốt và đều quay trở lại mua hàng. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Bởi vậy mà cái thời gian này Hùng đang bán cái sản phẩm này phải nói là cực kỳ chạy. Mỗi tuần thì ít nhất là bán được 1.500 chiếc em, không phải bốc phét một tí đâu. Mỗi tuần Hùng bị bán được ít nhất 1.500 chiếc, chia ra một ngày thì chẳng biết được bao nhiêu chiếc. Một ngày được chục hộp, mỗi hộp 60 chiếc, một ngày chưa được chục hộp, tùy có hôm thì được 5-6 hộp, có hôm thì được chục hộp, có hôm thì được 4-5 hộp, nhưng mà chia trung bình ra là một tuần là bán được 1.500 chiếc. Một tuần bán được khoảng 1.500 chiếc em. Đấy, thì anh em nào bị vấn đề mồ hôi trao tay chân tuột vợt thì liên hệ Hùng nhá, bởi vì là cái này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cũng như được tâm lý thi đấu của mọi người. Giả sử như mọi người cầm trên tay một chiếc quần cán mà nó cứ trơn thì mọi người có dám đập hết sức không? Và khi mà những điểm số cuối cùng Hùng đã từng trải qua rồi, những điểm số cuối cùng của những trận độ, thì thời điểm đó thì mồ hôi nó đang ra rất là nhiều, bởi vì cuối trận rồi chúng ta ra rất là nhiều mồ hôi. Thì những pha tì cầu trái tay này thì mọi người có công nhận là chúng ta cầm vợt và chúng ta sẽ tì thẳng ngón cái vào cạnh vợt đúng không ạ? Và chúng ta tì thì điều gì sẽ xảy ra khi mà cái quần cán chúng ta bị trơn? Rất đơn giản, chúng ta sẽ bị trượt tay, và đường cầu của chúng ta một là không qua lưới, bị trượt tay không đủ lực, hai đó là nó sẽ bị lệch hướng mà không đi theo ý muốn, ba đó là ẩn thì nó sẽ bị lốc hay bị cao. Thì chính bởi nguyên nhân đó thì đường cầu của chúng ta không còn được chất lượng nữa, và cuối cùng thì chúng ta bị làm sao, bị mất điểm, và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì thua độ. Còn đấy là đánh độ, còn đi đánh giải thì sao? Vâng, chính ra sắp được huy chương rồi, đang đánh trận tứ kết, thắng trận này là vào bán kết là được cái huy chương rồi. Vâng, đang dẫn điểm số 30-28 rồi, tuy nhiên quần cán lượt trơn quá, và cuối cùng đánh, và cuối cùng thì trượt tay, tì tay và với đối thủ đang bạt cầu ngang với đối thủ thì trượt tay, hoặc là đang chuẩn bị nhảy đập smash một cái tự nhiên vợt tuột cái bay cắm bố vào xuống đất gãy luôn cây vợt và quả cầu rút lưới, và cuối cùng thì chúng ta kết quả cùng chúng ta vẫn là thua đúng không ạ? Không phải khẳng định rằng không có một đối với Hùng nhá, hoặc là Hùng nghĩ rằng đối với các anh em mà hay bị trơn hay bị ra nhiều mồ hôi tay ấy, thì mọi người đều nghĩ như thế thôi, đó là nếu mà quần cán mà nó không đáp ứng yêu cầu ấy thì chúng ta đánh cầu sẽ không bao giờ tự tin được. Và chúng ta một khi đã không tự tin thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, sẽ bị ảnh hưởng tâm lý thi đấu, và nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái kết quả của trận đấu mà chúng ta đang đánh. Đấy, thì Hùng nghĩ rằng theo quan điểm của mình, quần cán chống trơn nó sẽ chiếm đến khoảng 30-40% kết quả một trận đấu đối với Hùng, bởi vì nó rất quan trọng. Nếu mà trận đấu nào mà Hùng rất là căng thẳng, một trận đấu quan trọng, trận độ quan trọng, thì Hùng sẽ có lẽ là Hùng sẽ thay một chiếc quần cán mới thì Hùng đánh cực kỳ tự tin luôn. Có nghĩa là mình dùng được 2-3 hôm rồi, nhưng hôm nay có một trận độ rất là căng, thôi mẹ thà mất một cái quần cán 10.000 còn hơn là thua trận độ 50, anh em đồng ý không ạ? Đấy, và cuối cùng thì khi sở hữu sản phẩm quần cán chống trơn này, Hùng tin rằng như là anh em nào bị mồ hôi trơn tuột vợt thì anh em sẽ cực kỳ tự tin, không còn sợ bay vợt nữa, không còn sợ thua kèo nữa, anh em đồng ý không ạ? Nếu anh em nào đồng ý thì ok, liên hệ Hùng ngay để sở hữu, để trải nghiệm sản phẩm này nhá. Bên Hùng thì ship tối thiểu là 12 chiếc, trung bình là 10.000 trên một chiếc nhá, trung bình chắc là 10.000 trên một chiếc, mua số lượng nhiều thì sẽ được giá tốt hơn. Và Hùng cũng có một lời khuyên dành cho tất cả anh em, đó là nếu mà anh em nào mà chỉ mua một mình sử dụng ấy
thì mỗi người mỗi lần mua cũng chỉ nên mua khoảng 20 đến 30 cái thôi, bởi vì cuốn cán nào cũng vậy, cái gì cũng vậy, không chỉ cuốn cán. Có nghĩa là chúng ta để lâu, chất lượng của sản phẩm sẽ giảm xuống, không khẳng định điều đó. Chất lượng sản phẩm sẽ giảm xuống sau thời gian lâu. Ví dụ như kiểu bạn mua một hộp 60 chiếc mà bạn để đánh cho cả năm thì Hùng nghĩ rằng bạn không nên. Nếu mà bạn chỉ mua để dùng ấy, thì Hùng khuyên bạn chỉ nên mua khoảng 20 đến 30 chiếc thôi. 20 đến 30 chiếc thôi dùng dần xong lại hết lại mua Hùng. Bởi vì sản phẩm bên Hùng thì nó cứ hết hàng liên tục, có nghĩa là nó sẽ mới liên tục. Thế nên còn nếu mà anh em nào mà mua một hộp hoặc hai hộp để dùng luôn ấy, thì cái đến thời gian tới thì có lẽ là nếu mà mọi người bảo quản không tốt thì cái cuốn cán nó sẽ bị ẩm. Và cuốn cán bị ẩm thì chất lượng của nó sẽ đi xuống, bất cứ loại cuốn cán nào hay là sản phẩm gì cũng thế. Đã để lâu thì chất lượng nó đều sẽ giảm xuống, mọi người đồng ý không ạ? Bởi vậy mà nếu mà anh em nào chỉ mua dùng một mình thì mua khoảng 20 đến 30 chiếc thôi. Còn nếu mà anh em nào mà mua để cho nhiều người dùng, mua cho cả đội hoặc là mua để kinh doanh, hoặc là bạn nào muốn phân phối cái sản phẩm này cùng với Hùng, muốn làm cộng tác viên cho Hùng phân phối sản phẩm cuốn cán này thì cũng hãy nhắn tin và liên hệ cho Hùng nhá. Số điện thoại thì ở dưới mô tả rồi. Và ai muốn mua hàng, ai muốn mua cuốn cán chống trơn thì mọi người cũng bấm vào đường link phía bên dưới nhá. Hùng sẽ để đường link mua hàng phía bên dưới, mọi người hãy nhắn tin cho Hùng. Hùng để cả số điện thoại và cả đường link mua hàng ở phía dưới mô tả nhá. Ôi điên quá anh em ạ. Vừa rồi thì nhà bên cạnh họ quan nhà, họ quan tường nên là nó ồn quá, không phải kết thúc video. Thì bây giờ Hùng tiếp tục nói nhá. Nếu mà anh em nào bị trơn chuột vật và mồ hôi tay nhá, thì hãy liên hệ Hùng để sở hữu cái thử trải nghiệm. Trước tiên là trải nghiệm, nếu yêu thì nhớ mua nhiều ủng hộ Hùng nhá, mua cho cả nhà cả đội ủng hộ nhá, để dùng nhá. Đấy mà thôi, tốt nhất là anh em nào mua được của Hùng thì giấu giấu đi, đừng có bảo mấy thằng cùng sân, bởi vì nếu nó dùng cuốn cán của Hùng ấy thì nó đánh thắng mọi người đấy, nên là mọi người sẽ bị mất kèo nhiều hơn. Rồi bây giờ thì tiện cái video này đấy, tại nhà bên kia lại quan rồi. Kéo tắt video nữa. Đấy. Thì tiện thể cái video thì Hùng lại giới thiệu đến mọi người. Chắc là đây là lần thứ 2, lần thứ 3 thì đó Hùng giới thiệu đến mọi người. Cái trên tay Hùng đây đang là cái cuốn giáo trình cầu lông. Đây là cuốn sách được sử dụng chính thức để giảng dạy tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh cho các sinh viên chuyên sâu cầu lông. Thì trong cuốn sách này Hùng đã giới thiệu đến mọi người rồi. Nó có tất cả những thứ cơ bản và cần thiết mà mọi người cần biết về kỹ thuật cầu lông, về chiến thuật cầu lông, huấn luyện thể lực và tâm lý của vận động viên, cũng như là luật thi đấu, rồi thì lịch sử phát triển của cầu lông, rồi thì cách tổ chức một giải đấu cầu lông, cách bắt trọng tài như thế nào. Nói chung là cái cuốn sách này nó có hết tất cả các thứ mà mọi người cần quan tâm về cầu lông. Đấy, thì anh em nào muốn biết rõ là nó là có những cái gì thì anh em cứ đặt Hùng đi, bấm xuống đường link phía dưới đặt hàng. Hùng nói về thôi, Hùng đã giới thiệu video trước thì Hùng đã giới thiệu rất là kỹ về cuốn sách này rồi. Thì hôm trước thì Hùng có nói là ưu đãi cho 20 anh em nào đặt hàng đầu tiên sẽ là mức giá 100.000. Nhưng mà hiện tại thì đã có hơn 20 người mua cuốn sách này rồi. Hôm qua thì Hùng vừa làm một cái video đó thì đã có hơn 20 người mua cuốn sách này rồi. Thì nếu anh em nào đặt hàng tiếp thì mức giá của nó sẽ là 120.000 trên cuốn nhá. Tại vì ưu đãi này chỉ dành cho 20 người đầu tiên nhanh nhất thôi. 20 người hay theo dõi cái kênh YouTube của Hùng, hay theo dõi Facebook của Hùng, thì mọi người được cái mức giá là 100.000 trên cuốn. Nhưng bây giờ thì hết khuyến mãi rồi. Bây giờ mức giá sẽ là 120.000 trên cuốn. Cuốn sách này đang được bán tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh với mức giá là 140.000 nha. Có nghĩa là mọi người mua của Hùng vẫn tiết kiệm được 20. Và tiếp theo nữa là cái cuốn sách này chỉ được bán tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh thôi, không được bán trên mạng, không được bán qua cái kênh gì hết. Nên mọi người cũng chỉ có thể mua ở đấy hoặc là mua từ Hùng thôi. Có thể đặt mua từ Hùng thì mức giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, Hùng đã mang nó từ Bắc Ninh về Hà Nội cho mọi người rồi. Việc của mọi người chỉ cần bấm vào đường link phía dưới nhắn tin Hùng và đặt hàng là Hùng sẽ ship cho mọi người. Về phí ship thì mọi người tự thanh toán nhá. Cuốn giáo trình này sẽ là 120.000. Đó, giá niêm yết. Hùng vẫn bán rẻ cho anh em, chính ra là bán 140. Nhưng mà thôi, bán 120 thôi, đúng không? Anh em có thấy thích không? Anh em thích mức giá 120, 140, hãy để lại comment phía dưới thích 120, 140 nhá. Đấy thì mọi người muốn biết trong cuốn sách này có biết rõ hơn trong cuốn sách này có cái gì thì mọi người có thể mua nó về đọc hoặc là xem cái video trước mà hôm trước mà Hùng vừa mới làm, hôm qua mà Hùng vừa mới làm giới thiệu mọi người ấy. Đấy thì đấy là cuốn giáo trình cầu lông, Hùng mới nhập thêm 100 cuốn, rất là 200 cuốn, mới bán được có hai mấy cuốn thôi. Tiếp theo cuối cùng là Hùng giới thiệu đến anh em, hôm trước Hùng cũng giới thiệu đến anh em thì hôm nay Hùng cũng giới thiệu đến anh em luôn, đó là đây là trên tay Hùng đang là 5 đôi tất Yonex. Hiện tại đằng sau lưng Hùng nó đang có một đống khoảng tầm 70-80 đôi. Hôm nọ thì Hùng nhập mà 100 đôi, nhưng mà hôm qua thì bán hết, qua nay thì bán được hơn 20 đôi, thì còn 70-80 đôi, 70 đôi tầm đấy. Thì tất màu hồng này là tất nữ, dành cho size từ 35 đến size 39 nha. Còn tất nam và tất màu trắng này thì size từ 40 đến 45. Có nghĩa là nó giống hết nhau luôn nhưng mà chiều dài của nó khác nhau, mọi người hiểu thế. Tức là tất trắng và biểu tượng Yonex là biểu tượng Yonex Hail. Đôi tất này thì nó rất là dày, bên trong thì nó có một, có nghĩa là chất liệu của cái tất này nó được làm hai loại chất liệu khác nhau, thì cũng chả biết nói nó thế nào nữa. Thì phía bên trong của đôi tất nó có một lớp giống như lớp bông, thì nó sẽ hút mồ hôi rất là tốt và khiến chúng ta đi cảm giác rất là êm và rất là dễ chịu. Đi đôi tất này thì nó rất là mềm, nó rất là thoải mái, nó rất là thoáng khí, nó không bị hôi chân, nó không bị khô, nó dạo chân ấy, đi rất là khó chịu, các loại tất phách ấy thì nó đi rất là khó chịu. Tiếp theo nữa là đôi tất này nó không bị dao anh em, đi nó gần như nó không dao mấy, tất nào thì cũng có dao, tất nào sỏ mà chả dao đúng không anh em. Đấy thì với một đôi tất như này thì ngày xưa thì Hùng mua nó là 130.000 một đôi. Ngày xưa chính xác là Hùng chưa biết đến cái loại tất Yonex xịn này đâu. Thì Hùng cũng đặt mua mà tất xịn mà thì 130 thì cũng vẫn rẻ mà đúng không mọi người? Tất xịn 130 cũng rẻ, mọi người công nhận không ạ?
Nhưng mà Hùng thực sự không nghĩ là họ bán 130 họ vẫn lãi nhiều như thế. Từ khi mà Hùng bắt đầu tìm hiểu, Hùng nhập được cái tất này thì đôi nói chuyện này thì Hùng mới phát hiện ra là mẹ bọn nó bán đắt vãi trưởng, ngày xưa mình ngu. Anh em là ngu giống Hùng mua đôi tất này 130 130 ạ. Và hiện tại thì ở các shop ở các tuyến huyện ấy, các tuyến huyện tuyến tỉnh họ vẫn bán đôi tất này 120 130 nghìn, nó chuyện bình thường mọi người ạ. Và bây giờ thì thị trường nó ngày càng cạnh tranh rồi, bán hàng online ngày càng phát triển rồi, bây giờ có các trang chợ cầu lông rồi, các diễn đàn cầu lông thì nó cạnh tranh lên. Bây giờ các shop đa phần là bán cái đôi tất này nó khoảng 80 nghìn, khoảng 80 nghìn đấy. Tuy nhiên thì Hùng là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất, bởi vì Hùng nhập một lần rất là nhiều hàng, Hùng nhập hàng tận gốc, thế nên là mức giá của Hùng là đố nào so sánh được đấy. Tất xịn có 65 nghìn một đôi đấy mọi người nhá, 65 nghìn một đôi thôi. Và nếu mà anh em nào mua từ 5 đôi trở lên thì sẽ được mức giá có 60.000 trên một đôi thôi, 60.000 trên một đôi thôi. Nếu anh em là tiện mua thì mua thôi, mua một phát 5 đôi về dùng được. Nếu mà thôi mình tiết kiệm thì mình mua 2 đôi, nhưng mà mình lại rủ thêm 2 thằng bạn nữa, mỗi thằng mua 2 đôi là 6 đôi thì mình cũng được mức giá là 60.000, mọi người đồng ý không ạ? Tiện thể mua thì rủ luôn thằng bạn mua cùng, hoặc là tiện thể mua thì mua luôn một lần 6 đôi, đằng nào mà chẳng dùng đúng không ạ? Đấy thì mọi người hãy liên hệ Hùng ngay nha. Tất Unix xịn, nói chung là dùng cái này rất là phê, Hùng đang đi rất là thích, nó rất là êm đi, rất là ôm chân, dùng rất là không bị da, dùng rất là thấm mồ hôi, dùng rất là thoáng chân, nói chung là sướng. Chắc là anh em hiểu cảm giác sướng là như nào đúng không ạ? Đấy. Thì à đúng rồi, mọi người chờ một tí, Hùng còn có một cái này muốn giới thiệu với mọi người luôn. Ok, hãy để Hùng giới thiệu nốt cho anh em video trước cùng Hùng cũng giới thiệu, và video này thì Hùng cũng giới thiệu. Ok, trên tay Hùng đang cầm hai chiếc khăn lau mồ hôi Yonex, kích thước là 35 x 1 m, rộng 35 và dài 1 m nha mọi người. Thấm mồ hôi, mẹ bao nhiêu mồ hôi cũng thấm hết sạch luôn. Với khăn này thì cái chất liệu của nó rất là mềm mại. Để Hùng lấy khăn của Hùng cho anh em. Đây, khăn Yonex của Hùng đây. Chất liệu của nó chất liệu như kiểu bông ấy, nó rất là mềm mại và nó thấm mồ hôi cực kỳ xuống. Bao nhiêu mồ hôi cũng thấm hết anh em ạ. Mùa hè này chúng ta đánh cầu rất nhiều mồ hôi, mà cứ ra mồ hôi mà thay áo thì chắc là một ngày phải thay đến 4-5 cái, mọi người có đồng ý không ạ? Nhưng chỉ với cái khăn này thôi thì thôi một ngày chúng ta thay tiết kiệm 2 cái thôi. Đấy, khăn này thì nó rất là dài. Nó rất là dài. Đây, biểu tượng Yonex đây. Biểu tượng Yonex đây. Biểu tượng Yonex được thêu nha mọi người. Biểu tượng Yonex được thêu không phải là in nha. Nên là mọi người có dùng cái khăn này đến lúc nào khoảng vài năm mọi người vứt đi thì cái biểu tượng Yonex nó vẫn còn đẹp, vẫn còn nguyên vẹn. Đấy, thì cái khăn này nó mới toanh, rất là đẹp. Khăn này thì trên thị trường bán giá khoảng từ 150 đến 180 nghìn một chiếc. Tuy nhiên là mọi người mua của Hùng cũng chỉ mức giá là 120 nghìn thôi. Nếu mà ai mua 2 cái trở lên ấy thì sẽ được mức giá có 100 nghìn thôi. Nếu mà anh em nào xác định mua thì Hùng khuyên mọi người lên mua 2 chiếc luôn. 2 chiếc 200 nghìn. Mua 2 chiếc luôn, bởi vì là đằng nào dùng chẳng phải thay đúng không? Hôm nay dùng thì hôm sau phải dùng cái khác để mình còn giặt khô đi, mình còn thay đổi nhau đúng không ạ? Mỗi người sắm cho mình 2 chiếc thì mọi người sẽ... Nói chung là cái này dùng thì sướng rồi, khách phản hồi rất là ok luôn. Khách hôm nay mấy khách phản hồi đồng bảo là dùng cái này đúng là thấm hút kinh khủng thật, thấm hút như Cotex vậy, bao nhiêu mồ hôi cũng hút hết. Đấy, thì anh em nào ra nhiều mồ hôi mà thực ra thì ông nào chơi cầu lông thì cũng nên sắm cho mình một cái này. Ít nhất là dùng cái khăn Yonex ra sân nhìn nó phong cách nó cũng mẹ, phong cách nó gọi là nó nổi bật hơn đúng không anh em? Cầm cái khăn Yonex ra sân lau mồ hôi như này chả tự tin vãi cả ra đúng không? Quá tự tin luôn. Đấy, người ta gọi là không chỉ là nhìn đến tác dụng mà nó còn có tác dụng là nó khiến cho chúng ta tự tin vào phong cách hơn khi ra sân với một chiếc khăn Yonex. Đấy, dài 1 mét cơ anh em ạ. Nói chung là dùng thoải mái, anh em mua về làm khăn tắm cũng được. Hùng cũng lại dùng 3 cái mà, 2 cái xanh một cái hồng, và để cái hồng làm khăn tắm anh em ạ. Đấy thì còn à đúng rồi, Hùng xin nhắc lên là nếu mà anh em nào mà mua, có nghĩa là mua mic giữa giáo trình này, mua mic giữa giáo trình với khăn lau mồ hôi, hoặc là với, nói chung là tất cả những cái loại vừa rồi Hùng giới thiệu, ví dụ như kiểu mọi người mua cuốn cán lẫn với tất cả các thứ như kiểu khăn hay là giáo trình hay là tất, thì mọi người sẽ được mức giá ưu đãi nhất là cuốn cán thì vẫn 10k trên cái này. Cuốn giáo trình mọi người chỉ mua với mức giá là 100 nghìn thôi. Tất mọi người cũng chỉ mua với mức giá 60 nghìn, và khăn mọi người cũng chỉ mua với mức giá là 100 nghìn thôi. Có nghĩa là ví dụ mọi người mua 12 chiếc cuốn cán này, mọi người mua một chiếc khăn này, mọi người mua một đôi tất, thì mọi người sẽ được mức giá ưu đãi nhất, đó là cuốn cán sẽ là 10 nghìn trên một chiếc, khăn dưới sẽ là 100k trên chiếc, giáo trình cầu lông sẽ là 100k trên quyển, và tất cũng chỉ 60k trên một chiếc thôi. Đấy thì mọi người có thể lựa chọn phương án đấy, hoặc là mọi người mua từ 5 đôi tất trở lên cũng được giá 60k này, hoặc là mọi người mua giáo trình lẫn với những thứ còn lại, có nghĩa là mua từ hai thứ lẫn với nhau thì sẽ được mức giá tốt nhất của hai loại. Mọi người hiểu ý không ạ? Còn về phí ship thì mọi người tự thanh toán nha. Giả sử như kiểu Hùng mua một đôi tất Yonex và mua một khăn Yonex thì Hùng sẽ được mức giá bao nhiêu ạ? Tất 60.000, khăn 100.000 là có mất 160 thôi, còn phí ship tự thanh toán. Hoặc là mọi người mua hai cái khăn cũng sẽ được mức giá là 200.000 trên hai cái, hoặc là mọi người mua cuốn cán 12 chiếc cuốn cán, 12 chiếc cuốn cán chống trơn với khăn thì mọi người cũng sẽ được mức giá là 120.000 cuốn cán cộng 100.000 tiền khăn, đó là 220.000. Hoặc mọi người có thể mua cuốn cán với giáo trình. Nếu mọi người mua cuốn cán với giáo trình 12 chiếc cuốn cán cộng với quyển giáo trình thì cũng chỉ 220.000 thôi. Hoặc là mọi người mua cuốn cán với tất
thì mọi người mua tất thì mọi người phải mua từ 2 đôi trở lên thì mọi người mua được mức giá 60. Thì mọi người mua quần cám với 2 đôi tất thì mọi người cũng được mức giá là 60.000 trên một đôi và quần cám 10.000 trên một chiếc. Ship thì mọi người tự thanh toán. Mọi người hiểu ý không ạ? Có nghĩa là mọi người mua lẫn hai thứ khác nhau thì mọi người sẽ đều được mức giá tốt nhất của hai thứ đó. Đó, hoặc là mua ba thứ khác nhau đều được mức giá tốt nhất của ba thứ đó. Bởi vậy mà nếu mà mọi người cần cái gì thì liên hệ Hùng nhá. Tất cả những chia sẻ của Hùng đều là sự thực, đặc biệt là về cái quần cán chống trơn này. Thế mọi người bây giờ Hùng mà đánh cờ mà không có nó thì Hùng chỉ có thua kèo thôi. Đấy, thì bây giờ kết thúc video nha, đang có khách gọi Hùng đây. Bye bye anh em. Tắt vội.